Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em nhé. Trước đây ở trên kênh của em thì em có chia sẻ đến các anh chị cái cách để các anh chị đăng ký cái tài khoản ở trên cái sàn bit.com đấy, để các anh chị cái liếm cái đồng BTC mỗi ngày nhé. Đối với cái chương trình nhận cái đồng BTC này thì khi các anh chị đủ mình rút thì các anh chị có thể rút luôn về sàn hoặc là ví tùy ý các anh chị nhé. Để hiện tại thì bên sàn này tiếp tục cho các anh chị thêm một cái chương trình airdrop. Kèo này thì nó cũng có thể bị như là cái kèo tương tự nhá. Ngay khi các anh chị đăng ký cái tài khoản ở trên cái sàn này thì các anh chị nhận được cái đồng Rapbit đấy. Mà cái đồng này thì vào ngày 20 tháng 12 thì bên dự án sẽ cho các anh chị trao đổi thành cái đồng APE. Cái đồng APE này thì nó có giá là một đồng là hiện tại là có giá là 4 đô đấy các anh chị. Và một điều lưu ý đối với cái chương trình airdrop này là trước khi anh chị nào mà đã đăng ký cái tài khoản rồi đấy mà các anh chị chưa tiến hành KYC đấy thì bây giờ các anh chị vào các anh chị KYC thì các anh chị sẽ nhận được 1.000 một cái đồng Rapbit này nhá. Đây cái đồng này 1.000 một thì tầm khoảng 8 đô đấy các anh chị. Còn đối với anh chị nào mà người mới thì các anh chị sẽ nhận được 1.500 cái đồng Rapbit này lần nhá. 1.500 thì tầm là 12 đô đấy, nói chung rất là ngon nhá. Đối với cái đồng Rapbit này khi các anh chị nhận được thì vào ngày 20 tháng 12 thì bên dự án sẽ cho các anh chị quy đổi thành cái đồng APE mà lúc nãy em chia sẻ các anh chị đấy. Tầm khoảng 12 đô đấy các anh chị đối với người mới, còn người cũ thì tầm 8 đô nhá. Còn anh chị nào mà đã tiến hành KYC rồi thì không nhận được cái chương trình này đâu nhá. Và các anh chị lưu ý cho em là khi các anh chị đăng ký tài khoản xong thì các anh chị chưa nhận được liền đâu nhá. Anh chị nào mà người cũ đăng ký cái tài khoản rồi chưa tiến hành KYC thì khi các anh chị đăng nhập vào thì nó sẽ báo như thế này này. Và khi hoàn thành xong thì các anh chị sẽ nhận được 50 cái đồng Rapbit này thôi nhá. Nó chưa phân phối liên cho các anh chị đâu. Còn đối với anh chị người mới thì khi các anh chị đăng nhập vào thì nó sẽ báo như thế này nhá. Các anh chị sẽ nhận được tổng là 1.500 cái đồng Rapbit này đấy. Nếu anh chị nào mà chưa đăng ký cái tài khoản ở trên cái sàn bit.com này thì bây giờ các anh chị xem được cái video của em thì các anh chị tranh thủ nhá. Vì cái chương trình này thì nó đã diễn ra từ ngày 11 tháng 11 cho đến ngày 18 tháng 12, tức là còn 2 ngày nữa thôi các anh chị. Đấy, ngày này là ngày 16 rồi nhá. Còn 2 ngày là ngày 17 và ngày 18 nữa thôi nhá. Nên các anh chị khi xem được cái video của em thì các anh chị tranh thủ các anh chị đăng ký nhá. Và cái điều kiện để nhận được cái đồng Rapbit này là các anh chị phải tiến hành KYC nhá. Các anh chị tiến hành KYC bằng cách là các anh chị chụp cái mặt trước mặt sau của cái căn cước công dân đấy và quẹt cái khuôn mặt thôi nhá. Là các anh chị sẽ nhận được cái chương trình airdrop này rồi. Cái việc mà đăng ký cái tài khoản ở trên cái sàn bit.com này thì các anh chị có thể xem lại cái video trước nhá. Cái video đó thì em sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả video đấy. Để các anh chị nào mà chưa biết cách đăng ký cái sàn này thì các anh chị có thể click vào đó để các anh chị đăng ký nhá. Còn bây giờ thì em sẽ chia sẻ là cái cách để các anh chị nhận cái airdrop của cái chương trình lần trước nhá. Đó là các anh chị nhận cái đồng Bitcoin hàng ngày đấy, cái đồng Satoshi hàng ngày đấy. Khi các anh chị đủ cái mint thì các anh chị có thể rút về cái sàn này các anh chị bán nhá. Các anh chị có thể giao dịch ở trên cái sàn này luôn. Và em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị tiến hành KYC để các anh chị đủ cái điều kiện nhận được cái đồng Rapbit đó nhá. Đấy, chương trình nhận cái đồng Bitcoin hàng ngày này. Các anh chị vào cho em cái mục mỏ này. Các anh chị vào cho em cái mục Daily Airdrop ở đây nhá. Đây hàng ngày các anh chị vào đây các anh chị nhận cái đồng Satoshi này nhá. Cái nick này trước kia thì nó nằm ở bên cái máy kia và em cũng ít claim cái đồng Satoshi này đấy. Hàng ngày các anh chị vào thì các anh chị gì đó điểm danh cái đồng này nhá. Đây. Các anh chị điểm danh liên tục 7 ngày thì các anh chị có thể nhận tối đa là 10.000 cái đồng Satoshi này nhá. Đây anh chị nào mà xiên thì có thể nhận được rất nhiều là cái đồng Satoshi này đấy. Còn ở dưới này là cái mục mà các anh chị giao dịch thì các anh chị sẽ nhận được cái đồng Satoshi. Chúng ta nên tham gia nhận thưởng ở trên cái mục này thôi nhá. Chúng ta nhận thưởng miễn phí đấy. Bây giờ để tham gia cái chương trình airdrop lần này thì các anh chị vào cho em cái hình quả bánh ở đây nhá. World Cup with Ja ở đây này. Các anh chị click vào. Ở đây là em nhận được 1.000 một cái đồng Rapbit này, tức là do em đã đăng ký 2 ngày rồi các anh chị.
Cái tài khoản thì em đã đăng ký lâu rồi, đăng ký lúc trước chia sẻ cả anh chị đấy. Nhưng mà em đã tiến hành KYC thì tầm khoảng 30 phút đến 1 tiếng thì bên dạng sẽ duyệt cho cả anh chị thôi. Nói chung là cũng nhanh. Sau khi được duyệt KYC thì cả anh chị đối với người mới thì sẽ nhận được 500 kỳ đông Rapid này trước. Còn chừng nào thì người ta sẽ phân phối sau 24 giờ nhá. Còn đối với tài khoản cũ thì cả anh chị chỉ nhận được 50 kỳ đông Rapid thôi. Còn KYC xong thì sau 24 giờ người ta sẽ phân phối lại cái số còn lại đấy. Ở đây thì các anh chị có thể sử dụng cái đồng Rapid này để các anh chị tham gia các cái chương trình Airdrop ở đây này. Tham gia các cái trận đấu ở đây. Nhưng mà các cái trận đấu này thì em cũng không biết nhá. Đấy. Các anh chị có thể cái chọn này. Nhưng mà em thì không biết đâu. Bây giờ em sẽ hủy. Đấy. Còn anh chị nào mà muốn biết thì các anh chị có thể dùng cái đồng Rapid này đặt cược để các anh chị chơi này. Vào ngày 20 tháng 12 thì bên dự án sẽ cho các anh chị sử dụng cái đồng Rapid này quy đổi sang cái đồng APE nhá. Các anh chị click vào cái mục app My Order ở đây này. Đấy. Số lượng Rapid các anh chị nhận được thì nó sẽ xuất hiện ở trong cái mục này nhá. Và vào ngày 20 thì các anh chị có thể sử dụng cái đồng này để trao đổi. Thì cái việc trao đổi này thì em sẽ chia sẻ các anh chị ở cái video tiếp theo nhá. Rồi còn bây giờ thì em sẽ chia sẻ cái cách KYC ở trên cái sàn này. Để tiến hành KYC ở trên sàn này thì các anh chị vào cho em cái chữ bit ở đây này. Các anh chị vào cho em cái mục xác minh danh tính ở đây. Ở đây cái tài khoản của em đã được xác minh này, nó báo chữ xong này. Còn đối với anh chị nào mà chưa xác thực thì nó sẽ báo cái chữ xác thực ở đây nhá. Các anh chị click vào cái dòng xác minh danh tính này để các anh chị bắt đầu xác thực. Trước hết thì các anh chị click vào cho em cái mục này này. Các anh chị chuyển đổi quốc gia nhá. Đấy, các anh chị click vào. Các anh chị gọi đến chữ Việt Nam để các anh chị chọn Việt Nam nhá. Để các anh chị chọn đến Việt Nam. Các anh chị chọn xác minh ngay. Rồi bây giờ người ta yêu cầu các anh chị tải cái tài liệu lên. Tức là các anh chị tải cái mật khẩu của cái căn cước công dân của các anh chị đấy. Đây có ba cái loại giấy tờ này. Các anh chị cái xe bằng ghế chứng minh nhân dân nhá. Các anh chị nhấn vào chữ tiếp theo ở đây. Các anh chị cho phép nhá. Sau đó thì các anh chị ấp cái mật khẩu và cái mật khẩu của cái căn cước công dân lên nhá. Tiếp đến thì người ta sẽ yêu cầu quét cái khuôn mặt của cả anh chị. Nói chung là cái bước này thì nó cũng đơn giản thôi. Cả anh chị chỉ cần quét cái khuôn mặt xong nhá. Thì nó sẽ xuất hiện sang cái bước này này. Và khi cả anh chị click vào cái chữ xác minh ngay ở đây. Thì nó bảo là đang được đánh giá thủ công. Như thế là cả anh chị đợi nhá. Cả anh chị đợi xem bên dạng người ta sẽ duyệt cho cả anh chị sau tầm 30 phút thôi. Tuy cái số lượng người tham gia cái xe để cả anh chị. Lúc nào mà các anh chị nhìn thấy cái chữ xong ở đây thì là ok nhá. Lúc được duyệt xong thì các anh chị vào cái mục My Order ở đây này. Các anh chị nào người cũ thì sẽ nhận được 50 cái đồng Rapid này. Còn anh chị nào mà người mới đấy thì các anh chị sẽ nhận được 500. Còn cái số còn lại thì người ta sẽ phân phối sau 24 giờ nhá. Như thế là em đã chia sẻ để các anh chị thêm một cái chương trình Airdrop mới đến từ cái sang bit.com này nhá. Rất là ok luôn nhá. Đây là một kèo được gọi là kèo tương tự nha các anh chị. Vào ngày 20 thì các anh chị sẽ sử dụng cái đồng Rapid mà các anh chị nhận được đấy. Các anh chị quy đổi sang cái đồng APE. Và cái đồng APE thì đã được list rất là nhiều sao rồi nha. Các anh chị có thể rút về các anh chị giao cho trên đấy. Và hàng ngày các anh chị nhớ vào cái mục mò ở đây để các anh chị điểm danh cái đồng BTC nhá. Khi đủ minh rút thì các anh chị có thể rút và bán luôn ở trên cái sàn này nhá. Nếu anh chị nào mà chưa đăng ký cái tài khoản ở trên cái sàn bit.com này thì các anh chị tranh thủ các anh chị đăng ký một cái tài khoản để các anh chị tham gia cái chương trình Airdrop ở trên cái sàn này nhá. Rồi bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo nhá.